theo chương trình là một số thông tin về sản phẩm điện thoại vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tuần qua. Poco vừa chính thức ra mắt toàn cầu bộ đôi Poco X4 Pro 5G và Poco M4 Pro tại triển lãm MWC 2022 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hiện sản phẩm cũng đang được ra mắt tại Việt Nam. Trong số hai sản phẩm Poco X4 Pro 5G nhận được sự chú ý nhất với những trải nghiệm cao cấp của các tính năng tiên tiến. Cùng với mức giá hợp lý, sản phẩm có màn hình AMOLED 6,67 inch, độ phân giải 2400x1080 pixel, cho tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 360Hz. Màn hình đạt chứng nhận chăm sóc mắt SGS cho ánh sáng màn hình hiển thị dịu nhẹ hơn cho mắt người dùng. Ở mặt sau, điện thoại trang bị camera chính 108 megapixel hỗ trợ tính năng kết hợp 9 điểm ảnh trong một để tối ưu khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Bên cạnh đó còn có camera siêu rộng 8 megapixel và camera macro 2 megapixel. Bên trong, điện thoại đi kèm chip 8 lõi Snapdragon 695 5G, tốc độ lên đến 2,2 GHz. Kết hợp với đó còn có RAM 8GB và có thể mở rộng thêm 3GB nhờ RAM ảo lấy từ bộ nhớ trong 256GB. Poco X4 Pro 5G sẽ có giá bán khởi điểm là 7,49 triệu đồng. Trong khi đó, Poco M4 Pro gây ấn tượng với hiệu năng mà sản phẩm mang lại so với giá bán. Điện thoại trang bị màn hình AMOLED 6,43 inch, độ phân giải 2400x1800 pixel, cho tần số quét 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz. Ở mặt sau, Poco M4 Pro trang bị hệ thống 3 camera với cảm biến chính 64 megapixel, cảm biến siêu rộng 8 megapixel và cảm biến macro 2 megapixel. Poco M4 Pro đi kèm chip 8 lõi MediaTek Helio G96, tốc độ 2,05 GHz, kết hợp CPU ARM Mali G57MC2, giúp mang lại trải nghiệm giải trí cao. Điện thoại hỗ trợ công nghệ Liquid Cool 1.0 Plus để luôn giữ nhiệt độ vừa phải khi sử dụng ở hiệu suất cao. Ngoài RAM 8GB, người dùng cũng có thể mở rộng RAM với 3GB RAM ảo được lấy từ bộ nhớ trong 256GB của máy. Poco M4 Pro sẽ có giá bán từ 5,49 triệu đồng.